Tử Long và nghệ sĩ ưu tú Quế Trần đã xem bà lẫn như người thân. Gần đây chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Quế Trần. Cô bày tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như cảm nhận sau thời gian dùng sản phẩm của Tâm Lan. À, Trân đã có dịp được gặp cô cách đây khoảng 2 năm trong hội chợ ở Đồng Nai. À, lúc đó thì có một cái cảm giác là hết sức gần gũi khi cô đến, cô nói chuyện với Trân. Rồi cô đã gửi cho Trân vài gói trà Tâm Lan để mà dùng thử. Thì quả thật khi mà về Trân uống thì Trân cảm thấy rất là thích. Mà không những riêng Trân mà cả nhà Trân cũng sử dụng trà Tâm Lan. Bởi vì mình uống coi như là thao trà thay nước, vừa là giải khát mà lại có một cái chức năng hỗ trợ rất là tốt, là cho chúng ta thanh nhiệt giải độc cơ thể, sẽ có một làn da mịn màng hơn và cái giọng hát của mình cũng sẽ trong trẻo hơn. Bởi vì mình đi hát mình sử dụng giọng ca quá nhiều, cho nên là khi uống trà Tâm Lan nó sẽ hỗ trợ cho mình thêm về điều đó. À, đặc biệt là gần đây khi mà được gần gũi với cô hơn, được làm việc với cô nhiều chương trình hơn, thì cô Trân cảm thấy ở cô một cái lòng nhân ái bao la mà Trân rất là ngưỡng mộ, rất là yêu kính cô, và cô đã giúp đỡ chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Còn nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết bản thân anh, gia đình và rất nhiều các bạn đồng nghiệp của anh đều tin dùng sản phẩm của Tâm Lan, ai ai cũng đều mến mộ. À, Kim Tử Long có một dịp tình cờ đã được bạn bè giới thiệu cho Long một loại trà để uống thanh lọc cơ thể, lợi tiểu, mát gan, và nhất là mỗi lần lên hát Long đều uống trà này, và khi uống vào thì cảm thấy là mình rất là khỏe, và khi ra hát thì cũng rất là trong giọng. Kim Tử Long sẽ được chia sẻ cùng tất cả quý vị khán giả, đó là trà Tâm Lan.